Nay trở về quê xưa mà trong tôi xiết bao mừng vui. Quê mình vừa thay đổi mới nhưng con người vẫn đượm tình thương. Có đi xa mới thấy không nơi nào bằng ở quê hương. Cô gái quê xa cách bao lâu rồi vẫn trọn tình thương. Nay trở về quê xưa đường thanh thang con phố thật cao. Cho dù là ngàn năm sau, quê hương mình luôn là chợ mới. Nơi đây tôi đã sống, không bao giờ có thể nào quên. Ai đi xa hãy nhớ, quê hương mình chợ mới ân tình. Về quê ánh đông nước mênh mông, những đóa lục bình tiếp ngất ân tình. Về nơi đây rồi đi chăng nữa, bao năm đất mẹ dung bồi phù sa, ngàn lời ca ngày xưa bên cánh con, bao ấp mong tiếng ru ơi à. Chiều chiều đang buông hò sang xế không, nghe sao tiếng đầm hương nồng tình quê. Làm cái kiếm thôi nó cắn tôi nữa ông ơi. Kệ nó, vô cái kiếm đẩy vô ấy làm một cái lồng. Đang quay video nè bà con, mà bắt được cái con chim gì ngộ nè. Đó. Sao nó muốn cho mình bắt được không vậy? Tự nhiên nó bay ở đâu động lưng mình nè, cái con gì nè bà con thấy không? Mà nó cắn tay nè, có nọc không? Không không, bập gì đâu mà nọc. Ừ, chưa không? Ừ. Nhưng mà con thấy con gì nó hiện tượng lạ nè, nó đâu mà nó bay nó đậu lưng mình á. Nó vợ chụp nè. Kiếm tay mình cắn á. Trời con này ngộ quá ha. À. Con biết cái con chim này cái gì mà con. Ừ, màu lông thiệt đẹp á. À. Chớp chớp mắt dễ thương quá. Mà đều có chim sa cá lị không đây. Nó lị đâu mình ấy nó bay vô lưng mình nó tự nhiên chồng đang đi nó bay đậu lưng rồi nó muốn cho mình bắt được luôn cả nhà. Tự nhiên nó chim đi tới động là sẽ bay đó mà mình lại mình chụp nó nãy giờ 2-3 lần luôn vẫn được nè. Hiện tượng lạ nha. Rồi. Màu lông rất là đẹp, ở dưới cằm nó có màu lông xanh. Ê nó cắn. Nó cắn cái đầu cắn. Ôi nhỏ mà. Ôi nhỏ. Sao nãy giờ không cắn rồi sao vậy nó cắn? Cắn cái đầu cắn nè. Rồi nó quặp cái tay nè, nó nè. Có hai dấu luôn nè. Nè có gì đâu, chim mà. Mỗi nhọn thiệt. Ở dưới có lông màu xanh dương, dưới cằm á. Lại cái lông màu xanh nước biển. Mua cái lông luôn. Con chim này nó ăn cái giống này nó ăn cái thức ăn gì nhân bà con chia sẻ cho mình đi. Nuôi luôn mặc về đây nó chết nó ăn tội nữa chết đâu nó đói gì đó. Chim này chim lạ nè mình đâu thấy nó đâu coi con chia sẻ đây cái con chim này chim gì nè đang cắt vừa bỗng gặp con chim ngộ là đời nó bay tự nhiên đậu lưng mình á. Ôi nó kiếm cái tay nó cắn con cầm chết dạ. À đi vô giờ dạ, không dám cầm nó sợ nó này. Vô cái dao dục mày. Vô nhốt đi. Vô ấy này là mình là... đang bắt đang cắt dừa gặp cái con gì bà con, con chim này chim gì bà con. Bà con bình luận cho mình biết à. Đó, con chim cực kỳ đẹp luôn. Trả lại đó. Đâu, cái này. Đang cắt dừa gặp chim nè. À. Liêm diêm mắt luôn vậy. Mắt liêm diêm luôn như nhớ mẹ nhớ cha gì trời.